con mình đi cắt chanh vào cái mái đè nha. Đây bãi có chanh kìa. Chơi nè. Chơi trên lưng ba mệt hả? Con ngồi đây chơi nha. Trời, mồ hôi của ba ra ướt lông của bon luôn này. Con ngồi đây chơi tí nha. Đây con. Gì đây? Đói chưa? Sáng ăn rồi, theo ba đi làm nãy giờ chơi thì có đói chưa? Ôi trời. Con ngồi chơi tí nữa nha, ba cắt thêm lúc rồi ba lấy đồ ăn cho anh nha. Thank you.
con ăn cái này này. Thích ăn nhãn hơn hả? Đây để ba bóc cho. Bỏ cái vỏ đi con, bỏ cái vỏ đi. Con ăn hết rồi hả? Đây. Đây bỏ cái hạt đi con. Đây bỏ cái hạt thôi, đừng tiếc nha.
con nhỉ? À con à, con này vậy. Ừ. Đấy, con này là như vậy là đủ rồi. Thôi, em có con mình giữ canh nhé, giữ cho nó sạch hết mấy cái rác kia rồi bây giờ mình đan. Bon. Thật con đi ra đây làm gì? Đây đây đây. Ồ, đây đây. Trời, cẩn thận nào. Đây. Wow. Đây, bỏ xuống đây. Bỏ xuống đây. Bỏ nước sữa nha. Ừ. Đây, bỏ nước sữa nha. Ừ. Bỏ nước từ từ này. Làm với ba mệt hả? Làm ba vui không? Ừ. Ê, ba cắt. Ba làm đống tranh này là về để lợp cái mái bè cho con này ha. Để tha hồ con ra đến leo trèo mà không sợ mưa nhá. Ngon không? Con ngồi bên này nhé. Ừ. Rồi, đi về đây.